Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Minh đánh Pháp, vai trò của Mỹ, các vấn đề trong cuốn sách mới. Con đường dẫn đến Việt Nam, Mỹ, Pháp, Anh và cuộc chiến Việt Nam đầu tiên là cuốn sách mới ra gần mắt gần đây của tiến sĩ Pablo, viết về cuộc chiến Việt Nam lần thứ nhất. Tác giả là giảng viên khoa nghiên cứu chiến tranh tại London, Anh Quốc. Trong sách, tác giả đặt vấn đề tại sao Hoa Kỳ tham gia vào chiến tranh Việt Nam. Điều gì đã khiến Hoa Kỳ tin rằng Việt Nam là mối đe dọa đối với các lợi ích của Washington? Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp điều đình vào năm 1946 nhưng đã không thành. Trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Pablo về các câu hỏi chính của trong cuốn sách, tiến sĩ Pablo nói rằng chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất như Ken Burke đã gọi trong loạt phim tài liệu về Việt Nam vào năm 2017 là một sự bí ẩn. Cuộc chiến tranh thuộc địa báo trước việc Mỹ tham gia vào Việt Nam. Đối với các nhà sử học chúng tôi, đó là một cuộc chiến tranh thuộc địa quan trọng để nghiên cứu vào năm 1945 khi Pháp gửi một đội quân khổng lồ để thiết lập tại quyền thống trị, cũng là cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ bị lôi kéo vì chủ nghĩa chống cộng. Cuốn sách của tôi, Con đường đến Việt Nam, nghiên cứu cách thức ngoại giao của Pháp để thuyết phục Hoa Kỳ rằng xung đột ở Việt Nam không phải chỉ liên quan chủ nghĩa thực dân Pháp mà là chủ nghĩa cộng sản. Chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất đáng để nghiên cứu vì nó chứa đựng mầm mống tại sao cuộc chiến thứ hai và nổi tiếng hơn của Mỹ ở Việt Nam là không cần thiết. Thực tế là người Mỹ có thể đã từ chối ủng hộ nỗ lực của thực dân Pháp để mặc cho họ chiến đấu một mình như đã làm sau đó ở Algeria. Những người Việt Nam nổi dậy trong một liên minh phức tạp gọi là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, muốn giành độc lập và liên kết với Mỹ, Anh và Ấn Độ mới độc lập và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia này. Cuối cùng, Pháp đã thành công trong việc thuyết phục người Mỹ rằng những người nổi dậy ở Việt Nam không phải là những người theo chủ nghĩa dân tộc thực sự, mà là những kẻ theo Liên Xô trong kế hoạch tầm xa của Liên Xô nhằm chinh phục Đông Nam Á và khiến Mỹ phải chi trả và hỗ trợ hầu hết các nỗ lực chiến tranh của Pháp, đặc biệt là từ năm 1948 cho đến năm 1952. Đây là hình ảnh Stalin và Truman ở Potsdam ngày 7 tháng 8 năm 1945 tại hội nghị này, các cường quốc thắng trận trong Thế chiến lần thứ hai đã quyết định số phận của nhiều dân tộc nhỏ, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu các nguồn tin nổi tiếng cũng như các tài liệu lưu trữ của Pháp chỉ được phát hành vào cuối những năm 2000, cuốn sách của tôi khám phá các nỗ lực ngoại giao quy mô lớn lặp đi lặp lại phối hợp của Pháp nhằm đánh lừa người Mỹ ủng hộ Pháp chiến tranh thuộc địa dưới chiêu bài chống cộng sản. Nhiều nhà ngoại giao Mỹ lúc đó đã biết và cảnh báo rằng người Pháp đang phóng đại bóng ma cộng sản. Nhưng cuối cùng lập luận của Pháp đã thắng. Đã từng có bức thư nổi tiếng của ông Hồ Chí Minh gửi cho ông Tổng thống Truman vào tháng 2 năm 1946. Để chống lại quân Nhật ở Đông Dương, ông Hồ và lực lượng du kích Việt Minh đã từng phối hợp chặt chẽ với lực lượng đặc biệt của Mỹ. Tuy nhiên cuối cùng, chính sách đối ngoại của Mỹ đã không thừa nhận đảng của ông Hồ. Trong bức thư nổi tiếng đó của ông Hồ Chí Minh gửi Truman vào năm 1946 và trong nhiều bức thư khác từ năm 1945 đến năm 1947 gửi cho Truman, Adler, De Gaulle và nhiều sĩ quan khác và thậm chí gửi đến phiên khai mạc của Liên Hợp Quốc tại San Francisco, tất cả đã được phân tích trong sách của tôi. Trong đó, Việt Minh đề xuất được dẫn dắt bởi các cường quốc phương Tây trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Cụ thể, họ yêu cầu Mỹ và Anh giúp Pháp xem xét cách trao độc lập như với Ấn Độ, sẵn sàng trao cho Pháp những đặc quyền lớn trong một thỏa thuận giống như khối thịnh vượng chung. Việt Minh đã cộng tác chặt chẽ với lực lượng đặc biệt của Mỹ, tiền thân của CIA, trong Thế chiến thế giới thứ hai và trong một thời gian ngắn, ông Hồ đã hỗ trợ tổ chức đặc biệt này của Mỹ với tư cách là điệp viên và sử dụng mật danh Luxi. Nhiều người Mỹ từ Roosevelt đến các nhà ngoại giao ở thực địa rất thông cảm với chính nghĩa của Việt Nam, như tôi ghi nhận lại rất chi tiết và cảnh báo các sếp của họ ở Washington rằng người Pháp đang sử dụng trò lừa đảo cộng sản để nhờ Mỹ giúp tái chiếm Đông Dương. Trong cả năm 1945-1946 và phần lớn năm 1947, người Mỹ đã không tin luận điểm ma quỷ cộng sản. Tuy Mỹ cung cấp một số hỗ trợ, họ vẫn khuyến khích người Pháp áp dụng một thứ giải pháp như Mỹ đã làm ở Philippines vào năm 1946 và Anh ở Ấn Độ vào năm 1947.
đây là hình ảnh đô đốc York và cao ủy Pháp tại Đông Dương Lyon duyệt binh vào năm 1946. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Pháp đã nghiên cứu chi tiết việc bán ý tưởng cho người Mỹ và kết luận rằng chứng minh Việt Minh là một phần trong nỗ lực của Liên Xô nhằm chinh phục Đông Nam Á là cách duy nhất. Nghiên cứu của tôi với hơn 8.000 tài liệu ngoại giao được lưu trữ từ các quốc gia cho thấy Pháp muốn chứng tỏ, thứ nhất, rằng Việt Minh là quân của Liên Xô, và thứ hai, Pháp mong muốn cuối cùng trao cho Việt Nam độc lập. Sau cuộc đàm phán Fontainebleau 1946 bị phá hoại bởi Thống đốc Đông Dương Đô đốc York, và người Mỹ đã hết sức chỉ trích Pháp vì từ chối cho phép người Việt Nam tự quyết, nhưng Mỹ vẫn lo ngại về chủ nghĩa cộng sản. Điều này có nghĩa là đối với ngoại giao của Pháp, điều quan trọng là phải chứng minh rằng Việt Minh là quân cờ kiểu Stalin của Liên Xô. Điều này thật khó khăn vì mặc dù một phần của Việt Minh là cộng sản cuồng nhiệt, bao gồm cả những nhân vật chủ chốt như Võ Nguyên Giáp, nhưng họ cũng bao gồm hàng loạt các chính trị gia ủng hộ độc lập khác, từ những người theo chủ nghĩa quân chủ đến quốc dân đảng. Điều quan trọng là các đảng viên Đảng Cộng sản của họ không liên kết với Liên Xô hoặc Trung Quốc, và đảng này không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ bên ngoài của phe Cộng sản. Thực tế là Đảng Cộng sản Pháp có thể được hướng dẫn bởi Liên Xô đã bỏ phiếu cho cuộc chiến chống lại phe Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh tướng Jean Philippe đã nêu quan điểm không thể thắng cuộc chiến với chủ nghĩa dân tộc tại Đông Dương. Ông đã tử nạn vào năm 1947 ở Bắc Phi. Các nhà ngoại giao Pháp liên tục đưa ra các cáo buộc rằng bằng chứng rằng Việt Minh là công cụ của Liên Xô, nhưng các đối tác Mỹ của họ không thể tìm ra cơ sở nào để chứng minh cho những tuyên bố đó. Trong một ví dụ vui nhộn, phái bộ châu Á đầu tiên của CIA đã tìm kiếm bằng chứng về việc một đội ngũ cố vấn Liên Xô ở miền Nam Trung Quốc đang hướng dẫn Việt Nam, chỉ để phát hiện ra một nhóm nhỏ những kẻ lang thang của Nga đang chết đói trốn thoát qua Trung Quốc. Bằng chứng cuối cùng vào cuối năm 1947 do Secret, cảnh sát mật thuộc địa của Pháp ngụy tạo, đã không bao giờ được chứng minh nhưng đã trở nên có ảnh hưởng bởi vì Vương quốc Anh đã xác nhận nó. Do Anh cũng tìm cách tận dụng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cho cuộc chiến chống lại quân nổi dậy cộng sản ở Malaya, Ngoại trưởng Ben Van đã xác nhận bằng chứng của Pháp mà các nhà ngoại giao Anh không tin là đáng tin cậy về các động thái của Liên Xô ở Đông Nam Á và Việt Nam. Từ năm 1948, sự trợ giúp của Hoa Kỳ cho Pháp đã tăng lên ồ ạt và cam kết của họ tăng lên đến mức Hoa Kỳ vẫn ở lại Việt Nam sau cả khi người Pháp từ bỏ tái chiếm thuộc địa. Nỗi sợ hãi của họ đã trở thành một lời tiên tri, tự ứng nghiệm. Từ năm 1948, Việt Minh đã trải qua một quá trình cộng sản hóa và tìm kiếm sự giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô để chống lại người Pháp. Đây là hình ảnh Mao Trạch Đông đón Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó ở Bắc Kinh. Xung đột này và các động lực của nó sẽ tác động sâu sắc đến các xung đột sau này của Việt Nam. Rõ ràng nhất, cam kết của Hoa Kỳ đối với chủ nghĩa chống cộng sản ở Việt Nam được hình thành vào cuối những năm 1940 sẽ buộc Hoa Kỳ tham gia một cuộc chiến rất dài 1965 đến 1975. Nhưng hình dạng của cuộc xung đột này cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của Pháp ở Việt Nam. Ví dụ, chiến dịch Chúa Giê-xu đi vào Nam do Pháp hỗ trợ đã đưa đi phần lớn cơ sở cộng tác viên công giáo thuộc địa phận của Pháp do Andrew thành lập, bao gồm cả Ngô Đình Diệm, vào miền Nam và sau này sẽ hình thành cốt lõi nhà nước miền Nam Việt Nam vào cuối những năm 1950. Đối với Pháp, kết quả rất lộn xộn. Một mặt, những chiến thắng của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các đối tượng thuộc địa của Pháp ở những nơi khác. Mặt khác, cuộc chiến tạo nên sự khốc liệt, đặc biệt là cho các tướng lĩnh như Gia Lan, người đã chiến đấu ác liệt ở Algeria và khi lên bờ bực thất bại, đã phát động một cuộc đảo chính tại chính nước Pháp, thậm chí xâm lược Costa Rica vào năm 1958 để buộc Pháp tiếp tục chiến đấu cho sự hùng mạnh của thuộc địa của mình. Kính mời các bạn xem bản tin Tết với Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và mong ước tuổi xế chiều. Tết là quãng đời thời gian mà hầu như ai cũng mong chờ để được nghỉ ngơi, vui vẻ, sum vầy bên gia đình. Thế nhưng đối với những người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, Tết năm nay đối với họ thật cũng bình lặng như ngày thường. Với họ ở cái tuổi xế chiều chỉ cần được bình an, không bị đau bệnh là đã đủ. Nhân dịp Tết Nhâm Thần
2022, Đài Á Châu Tự Do cũng liên hệ với một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước và nghe các ông trải lòng về cuộc sống, hoàn cảnh và nỗi lòng hiện tại. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, số phận riêng, nhưng mẫu số chung của những người thương phế binh này là họ đều mang khiếm khuyết trên cơ thể, tuổi cao, sức yếu và hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là hình ảnh các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa họp mặt trong chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Hầu hết các ông là những người công việc phổ thông như bán vé số, dạo, bơm vá xe hay chạy xe ôm. Trong năm qua, vào thời điểm dịch COVID-19 tăng mạnh, chính quyền cấm tất cả những công việc kiếm sống ở trên đường phố, khiến nhiều thương phế binh đã bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chật vật hơn rất nhiều. Đón Tết đơn sơ, thương phế binh Nguyễn Công Lý, 68 tuổi ở Sài Gòn, hiện nay đi làm thuê, nếu không có việc thì chạy xe ôm kiếm thêm, còn vợ thì đi phụ việc nhà cho người ta. Mùa dịch vừa qua, hai người không có thu nhập mà phải nuôi thêm một đứa cháu 18 tuổi bị chậm phát triển so với các bạn cùng lứa, nên cuộc sống lại càng thêm thiếu thốn. Ông nói, nói chung cuộc sống nó cũng bấp bênh lắm, không chạy xe được mà cũng không đi làm được. Cháu nó lại nghỉ học nữa, thành ra chú chỉ toàn là đi xin thức ăn và lương thực của bên các ban từ thiện và mấy chùa để mình ăn, thôi chứ đâu có làm gì ra tiền mà ăn. Về phòng trọ thì người ta cũng chỉ trừ của mình có 200.000 đồng, thiếu người ta 4-5 tháng tiền phòng trọ, tới giờ cũng còn nợ lại 3 tháng, nay đâu có tiền đóng tiền trọ. Đây là hình ảnh chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 6 tháng 6. Không có việc làm, nhờ các linh mục dòng Chúa Cứu Thế có chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cho gạo mà gia đình ông cầm cự được qua mùa dịch. Đến giáp Tết, các linh mục lại vận động ân nhân cho thêm 2 triệu rưỡi nên hai vợ chồng có thêm chút tiền mua thịt trứng, đón một cái Tết đơn sơ. Điều mong muốn lớn nhất của chú bây giờ là cuộc sống mình làm ăn được để trả trang trải tiền phòng trọ, được là mình đã cảm thấy tạm sống được, chứ chuyện ăn uống chú thấy cũng không quan trọng. Ví dụ thiếu hụt gạo thì thỉnh thoảng cha Phạm Trung Thành là linh mục dòng Chúa Cứu Thế cũng có cho chục ký. Nếu mình hụt nữa thì mình ra các chùa xin ở các chùa thì các thầy cũng cho mình 5-10 ký gạo, vậy đó. Tuổi cao, sức yếu. Thương phế binh Hồng Luông Cơ, năm nay 71 tuổi, cho hay vừa mới xuất viện ngay trước Tết 2 ngày, nên 5 ngày nay không chuẩn bị gì để đón mừng năm mới. Ông bị thoát đĩa đệm, loãng xương nặng, xương bị xẹp phải nằm hẳn một chỗ, tất cả mọi sinh hoạt phải nhờ vợ con phụ giúp. Cuộc trò chuyện của ông Cơ bị ngắt quãng nhiều lần vì ông bị lên cơn đau. Ông nói đau đớn lắm mà cũng phải ráng chịu đựng. Bác sĩ không cho phẫu thuật vì tỷ lệ sống sót chỉ có 30%. Giờ hoàn cảnh của chú là nằm một chỗ, bị loãng xương. Bây giờ mổ không được, cũng không bơm xi măng vô được. Nếu bơm xi măng mà lọt vô tủy xương thì bị liệt. Bây giờ chú đau đớn lắm mà phải chịu nằm ở nhà, vợ con lo, phải ráng sống chứ nó đau đớn lắm. Đây là hình ảnh các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thăm hỏi lẫn nhau ở thành phố Buôn Ma Thuột vào hôm 25 tháng 1 năm 2022. Thương phế binh Trịnh Văn Thanh, 65 tuổi. Hiện đang ở nhà cùng với anh trai và em gái ở Sài Gòn, thì chia sẻ rằng nhờ có Mạnh Thường Quân tặng quà, rồi hùn tiền anh em trong nhà nên cũng có được 3 ngày xuân tạm đủ. Ông Thành trước làm nghề bán vé số dạo, nhưng mấy năm nay dịch bệnh rồi sức khỏe ngày càng yếu, đau bệnh liên miên nên phải nghỉ ở nhà. Nhờ có ân nhân, gia đình nên đỡ phần ăn uống. Ông chỉ cầu mong cho sức khỏe ổn định, không tốn tiền thuốc thang để không phải phiền đến người thân. Ông nói, nếu như mình khéo gói khói ghém, dành dụm thì cũng ăn uống sống qua được ngày. Sợ nhất là đau bệnh, tốn tiền nhiều thì không chịu nổi. Còn bình thường thì người này, người kia giúp một chút đỉnh thì cũng được, ăn cơm rồi sống qua ngày cũng tạm ổn. Nói chung, chú mong mình khỏe mạnh để đỡ tiền mua thuốc, bệnh hoạn khổ lắm. Vẫn cố gắng từng ngày. Ông Lê Văn Sẻ đang ở một vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Củ Chi, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do về ngày Tết năm nay của gia đình cũng không có gì đặc biệt. Chỉ bánh chưng, dưa cả, gói kém, vừa đủ trong 3 ngày Tết mà thôi. Năm nay đã 80 tuổi,
mang trên mình nhiều thương tật từ thời chiến tranh, cộng với nhiều căn bệnh như bệnh tim, huyết áp, bệnh thận và tai biến, nhưng ông vẫn cố gắng đi bán vé số kiếm tiền ăn qua ngày. Đây là hình ảnh nhiều thương phế binh đi xe lăn và mang chân giả tại nhà thờ. Vợ ông năm nay cũng đã ngoài 70, bị thoái hóa cột sống nên không được phép làm việc nặng. Ngày trước khi còn khỏe được chút thì ông đi xa hơn, bán được nhiều hơn. Nhưng từ 2 năm trở lại đây, tuổi cao sức yếu và tình hình dịch Covid tràn lan nên cả hai vợ chồng phải nghỉ ở nhà. Bữa nào khỏe chút thì ông cũng ráng ra đại lý lấy vé số bán lòng vòng mấy quán cà phê trong xóm. Mỗi ngày bán được vài chục tờ, kiếm được mấy chục ngàn, chỉ vừa đủ một bữa ăn bình dân cho hai người. Cũng lầy lắt bán gần chòm xóm chứ không đi đâu xa, khi nào khỏe thì đi, còn mệt bệnh thì ở nhà. Chòm xóm gần có mấy tiệm cà phê thì mình có đi tới đó bán, một bữa cũng không được nhiều, cũng vài chục vé chứ không nhiều. Trách nhiệm đã hết nhưng danh dự phải giữ. Các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà Đài Á Châu Tự Do có được dịp mô tả và trò chuyện trong bài viết này, họ đều cảm thấy rất hạnh phúc và trân trọng tình cảm của tất cả những người đã từng giúp đỡ, chia sẻ và nâng đỡ những anh em thương phế binh không may mắn còn ở lại Việt Nam sau cuộc chiến. Ông Lê Hoàng Minh, năm nay 72 tuổi, ở Gò Vấp kể cho Đài Tiếng Nói FA về câu chuyện của bản thân. Trong một lần đi tiếp tế cho đơn vị hành quân vào năm 1972, ông đạp phải mìn làm cụt cả hai chân nên đầu gối, bể một con mắt và mất một bên xương quai hàm. Đây là hình ảnh thương phế binh Lê Hoàng Minh, 72 tuổi, ở Gò Vấp. Sau chiến tranh, ông không lập gia đình, làm công việc buôn bán lặt vặt ngoài đường, kiếm sống qua ngày. Sống chỉ có một mình, ông Minh rất vui khi có người đồng đội ở bên kia đại dương mà vẫn còn nhớ đến mình, chia sẻ, an ủi và giúp đỡ trong lúc ngặt nghèo. Nhưng cũng có đôi lần, người thương phế binh này nhận quà mà cảm thấy chạnh lòng. Ông nói, đối với một người lính Việt Nam Cộng Hòa, tổ quốc, danh dự và trách nhiệm phải đặt lên trên hết. Có thể bây giờ trách nhiệm đã hết, nhưng danh dự là phải giữ. Có một số người muốn giúp cho anh em thương phế binh, nhưng họ lại muốn chúng tôi phải nghèo, phải mặc áo rách thì họ mới giúp. Điều đó đôi khi cũng hơi buồn. Nếu chia sẻ thì chúng tôi xin nhận, còn nếu như nói thương hại, ban phát thì chuyện đó lại khác. Đây là vấn đề danh dự của một con người, mà hơn nữa mình đã từng là một người lính, tổ quốc, danh dự và trách nhiệm là phải lên. Nói về mong ước tuổi xế chiều này, các ông thương phế binh chỉ cần được bình an, có sức khỏe, không đau bệnh gì để được làm việc nuôi bản thân và gia đình. Đối với những người đã không còn sức lao động, họ cũng mong các mạnh thường quân có thể tương trợ, giúp đỡ để cuộc sống không quá lầy lắt, cực nhọc trong đoạn cuối của